Red Barim, một con là gác Germinox phối với viền đen. Dàn chân bánh mâm thì sơn đen lại luôn. Nói chung là phối chôm và đen. Đang sơn là vừa dàn chân lại nữa, gáp vào nó là xong. Màu Germinox đây. Còn chôm thì gắt luôn. Đấy. Còn em West 3 bên kia thì dán vàng chrome. Vàng chrome. Đấy. Rất là đẹp luôn, rất là đổi màu, rất là sáng. Và dàn chân cũng phối đen y như con West 3 chơi bên đây. Bên là vàng đen rôm, bên là chôm inox. Đậu đá đạp đấy.